Dạ vâng, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh 5 tép. Hôm nay nhân dịp Trung Thu, cửa hàng em xin giới thiệu đến tất cả các bác một lô đẩy đến từ hai thương hiệu khá nổi tiếng trên thị trường hiện nay. Một là hãng Soul Strada đến từ Mỹ và một hãng là BF Audio đến từ Đức. Thì đây là hai thương hiệu khá là lớn ở trên thị trường hiện nay. Và cái dòng đẩy hôm nay em giới thiệu đến tất cả các bác là đều là dòng đẩy chạy mạch cân lắt. Một con của hãng Sotana là chạy mạch cân lắt Y. Và một con là của hãng BF Audio là chạy mạch cân lắt H. Nói về đời cao đời thấp thì chúng ta biết rằng là cân lắt Y xong mới đến cân lắt D. Đấy. Con này là chạy mạch cà lát D các bác nhá. Đấy, nhắc lại cho các bác nghe. Con BF Audio là chạy mạch cà lát D. Thì theo thứ tự các cái mạch thì chúng ta biết rằng cái mạch cà lát A, mạch cà lát B, mạch cà lát AB, mạch cà lát H, mạch cà lát Y, mạch cà lát H, mạch cà lát TD, mạch cà lát Y và đến cuối cùng là đến là mạch cà lát D. Và hiện nay là mạch cà lát D là mạch tiên tiến nhất hiện nay. Nếu như là không biết là hàng mới là em chưa biết, nhưng mà về hàng bãi là hiện nay cả lát D là đời cao nhất. Em sẽ đi giới thiệu lần lượt chi tiết từng loại một nhá. Thứ nhất, cái chồng bên này nó là mạch của hãng Soul Standard. Đến đây là Soul Standard. Thì cái thương hiệu này chúng ta đều biết đến cái dòng đẩy mà khá đình đám trước đây chạy mạch lát AB của hãng này, đó là con dòng xe 6, xe 9, xe 12, xe 20. Một cái dòng xe thì nó là một cái dòng máy cực kỳ là bền bỉ, nó không phải khỏe tiếng chưa phải hay nhưng mà rất chi là bền bỉ và nó ổn định. Thì rất nhiều các bác đang làm show hiện nay cũng đang dùng những cái con đẩy đó. Tuy nhiên rằng là hiện nay chính vì cái sự nổi tiếng của nó thì hiện nay cái dòng đẩy xe thì nó bị làm nhái rất nhiều, và hầu như hiện nay là nếu như mua hàng mới thì nó là hàng nhái không à, vì là nó chủ yếu là cái dòng xe là cha đĩa của Soul Strada. Đây là cha đĩa của hàng máy xe mà chúng ta hiện biết. Thì Soul Strada thì nói về hãng đẩy cái dòng này thì toàn bộ đó là hàng rất chi là xịn, và hầu như thế mạnh lớn nhất của hãng này có lẽ là đẩy. Và hãng này gọi là biết đến là đẩy, tất cả đẩy của hãng này đều là nổi tiếng và thương hiệu của nó, mà hầu như là chúng ta biết đến hãng này thông qua những con đẩy thôi. Nếu như loa thì em chưa thấy, vang em cũng chưa thấy, mic hoặc là các cái thiết bị khác của hãng này thì em chưa thấy, riêng đẩy thì có lẽ là khá là nhiều và khá là nổi tiếng và cũng không hề rẻ. Thì giá thành của con này thì nó có như sau. Nó có cái mã EX500 và MA800. Đấy. Thì cái con EX500 này là 500W một kênh, con MA800 này là 800W một kênh. Đấy. Nó là Professional Power, MA800 là 800W. Thì con này MA800 thì 800W một kênh và công suất ở 4 ohm thì nó rơi vào tầm 1.300W, và con 500 này thì là 8 ohm và 4 ohm thì nó rơi vào 800W. Đối với con 800 này chúng ta có thể chơi được một cặp full đơn bát 40, bát 50, 40, 50, full đôi bát 40. Ví dụ như JBL 725 từ 22 côn 100 là con này chơi tốt nhá. Đấy. Hai cặp bát 30 thì không vấn đề gì. Hai cặp bát 40 cũng ok nhé. Con EX500 này thì chúng ta có thể chơi được một cặp 40 côn 76 hoặc là hai cặp bát 30 côn 76 nhé. Là dòng này con này 500 là đánh ok. Đấy, đó là những cái mà chúng ta có thể ghép được nó. Về nội thất của nó thì chúng ta xem đây. Đấy. Đây chúng ta xem cái nội thất của nó thì mạch class Y thì dòng này là nó chạy mạch dán, chúng ta thấy mạch dán. Thì bên cửa hàng em là rất chi là thích làm mạch dán cho nên mà chúng ta thấy là mạch của nó là khá là cao cấp. Đấy. Nói chung là hàng xịn. Chúng ta thấy để ý rằng là nó trên cái con tụ của nó đều là có keo này, có mã vạch này, có tem QC này, tem QC trên các con tụ này, đầy đủ hết các bác nhé. Thậm chí là chúng ta thấy rằng là phía sau những cái bo mạch của nó đều có những cái con tem. Đây là những cái dấu hiệu nhận biết của hàng xịn. Đầy đủ những cái tem mác ở đây chúng ta nhé. Đấy chúng ta này. Rất chi là xịn. Con này tại sao nó khỏe? Nó khỏe nó tới 800W, cái nguồn của nó không có to ạ. Nó khỏe tại vì như em đã nói rằng là mạch class Y là mạch hiệu suất cao. Hiệu suất cao cho nên mà nó khá là khỏe, và thứ hai nữa là nó hoạt động ở mức điện áp cao. Con này điện áp hoạt động của nó là tới 120V các bác nhá. Khá là lớn. Đấy.
điện 120V. Cái con tụ này là 120V. Đấy. Thì giá thành thì cái con có gì cắt một con mà 800 này em sẽ bán cho các bác là giá là 4,8 triệu. Con 500 này sẽ bán cho các bác là 3,8 triệu. Rồi lệch nhau 1 triệu các bác nhá. Có một con này thôi là 4,8 triệu này. Đấy. Con này là 3,8 triệu nhá. Đấy là xong. Để phía sau của nó thì em quay luôn phía sau cho nó xem nhá. Đây. Phía sau của nó đây các bác. Đấy, nó hướng dẫn chúng ta cách đấu nối này. Đây. Kênh 1, kênh 2, chất nó một đấy. Cái nút gạt nó hướng dẫn này chúng ta đây. Con này thì chúng ta có thể là vừa bằng cột dây ở đây và có thể là cái này chỉ có cột dây thôi, không có rắc niu chích, không dùng rắc niu chích. Đấy, dây nó cột luôn ở đây. Đấy. Cũng có cái các cái cổng ở đây, chúng ta đào vào rai này, Nomo Sister. Đấy, các cái cổng gạt ở đây. Đấy, và bây giờ đây, phía sau này là chúng ta thấy là hàng xịn nó đều có những cái tem mã vạch đây. Đây, mã vạch đầy đủ hết nhá. Hàng xịn nó phải như thế này các bác nhá, đầy đủ những cái tem mác cần thiết. Và tiếp theo em sẽ giới thiệu đến các bác một cái lô đẩy tiếp theo nữa là của hãng BF Audio. BF Audio một thương hiệu đến từ Đức. Thì BF này nó cũng không còn xa lạ đối với chúng ta. Nó khá có nhiều, rất nhiều các cái thiết bị. Thiết bị mà chúng ta đang thấy trên thị trường hiện nay, ví dụ như là đặc biệt là vang BF Audio 360. Đấy. Đấy, cái dòng vang của BF thì nó khá nổi tiếng, nó tương đương với dòng X. Đấy, cực kỳ là nổi tiếng luôn. Và có thể là mic BF Audio, loa BF và cả đẩy nữa. Thì hôm nay đây là chúng ta sẽ gặp với đẩy của dòng đẩy này. Thì đẩy này thì nó có hai loại. Một loại là 800W, một loại là 600W. Đấy. Đây nó hai con giữa là 600W và con trên cùng là 800W. Thì đối với cái con 800W này thì chúng ta có thể đánh được những cái dòng loa giống như để cái con 800W đây là cặp súp đơn 50 40, full đôi 40 hoặc hai cặp 40, hai cặp 30, ok. Còn 600W thì chúng ta cũng có thể là chơi được là một cặp full 40, hai cặp full 30, ok. Đấy. 600W này thì nó rơi vào tầm là 900W ở 4 ohm. Đấy, con này thì 800W ở 4 ohm. Về nội thất của mạch Class D thì con này nó nội thất nó giống y chang cái con mà hôm nọ với em mới bán, đấy là cái con TB của Mỹ. Đấy, cái con TB hôm nọ bên em đã bán rồi, thì các bác thấy con này là máy y chang, không khác một cái gì luôn. Cực kỳ là giống luôn, không có khác, mà nó cùng một nhà máy sản xuất ra. Đây cái nguồn của nó đây. Đây nguồn đây. Tụ đây. Đấy. Tụ đây. Máy này nó chạy, con này thì nó chạy cái Class D thì nó chỉ chạy MOSFET thôi các bác nhé. Đấy, nó chỉ chạy là MOSFET. Đấy. Đấy, về giá cả của cái lô này thì chúng ta thấy rằng là lô này thì em sẽ bán cho các bác là con này, con 800 là sẽ là giá 5 triệu. Đấy, Class D đời cao hơn nhá. Con này là 5 triệu 800W. Và con 600W thì là giá của nó chỉ là 4 triệu rưỡi thôi. Khá là hợp lý đối với mạch Class như thế này ở dòng thương hiệu. Chúng ta thấy rằng là đây, chúng ta thấy đấy không này, nội thất của nó tụ này, nó đều có dập những cái số ở trên đây hết nhá, dập số ở đây. Đây chúng ta thấy là rất chi là hay. Đây. Về phía sau của nó, phía sau của nó thì cái con này nó vừa có lỗ new chích cắm loa, vừa có cột dây đây. Đấy. Mã vạch đều có tem mã vạch trên đây. Đấy, chúng ta thấy đây các bác nhá. Thì nhắc lại cái giá bán của từng loại các bác nhá. Đối với con sâu Sotona này mà 800 sẽ có giá là 4,8 triệu, và con 500 này mã 500 sẽ có giá là 3,8 triệu. Đối với dòng BF Audio này thì là con 800 này sẽ có giá các bác là 5 triệu, và con 600 sẽ có giá là 4,5 triệu. Đấy, giá nó cũng lệch nhau không đáng kể. Thì bác nào thích con nào thì liên hệ với em, và hàng này các em bán cho các bác sẽ là giá là như thế, là nhưng mà sẽ được bảo hành cho các bác trong vòng 3 tháng nhé. Lỗi gì bên em sẽ bảo hành cho các bác. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.